Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay tôi xin chia sẻ hướng dẫn tạo phụ đề trực tiếp trên YouTube. Sau khi các bạn vào Gmail thì các bạn di chuyển chuột đến cái avatar của kênh YouTube. Các bạn click vào đây. Bước 1 thì các bạn chọn Your channel, tức là kênh của bạn nhé. Đến đến bước thứ hai thì các bạn di chuyển chuột đến Many videos, tức là trình quản lý video. Đến bước thứ ba thì các bạn di chuyển chuột đến có cái dòng subtitles, tức là phụ đề các bạn nhé, thì các bạn click vào đây. Thì đây là những cái video. Thì các bạn sẽ chọn những cái video nào mà các bạn muốn tạo phụ đề. Thì đây, tôi chọn cái video này. Sau khi các bạn chọn video xong thì các bạn để ý ở đây là tôi đã chọn tiếng Việt là cái tiếng mặc định cho các video. Các bạn cũng có thể thêm những cái ngôn ngữ khác. Thì sau đó các bạn di chuyển chuột đến cái chữ add này, tức là thêm các bạn nhé. Các bạn click vào đây. Thì tiếp theo, nếu như các bạn đã có sẵn các phụ đề rồi ấy, thì các bạn chỉ cần click vào upload file là phụ đề sẽ được tải lên ấy. Nhưng mà còn nếu không thì các bạn sẽ click vào cái mục này, tự tạo cái tiêu đề ấy. Thì các bạn click vào đây. Sau khi các bạn click vào thì các bạn bật video lên thôi. Thì các bạn nghe cái đoạn video mà bạn nói ở trong video ấy thì các bạn đánh vào thôi. Thì sau khi bạn đánh xong ấy, thì bạn lại nghe thử lại một lần nữa. Thì các bạn sẽ di chuyển chuột xuống đây và các bạn kéo cho nó hết. Hết đến các bạn để ý nhé. Đây là những cái vạch sóng âm mà các bạn nói ấy, thì các bạn sẽ kéo đến hết đến đây. Xong rồi thì các bạn lại tiếp tục click vào cái dấu cộng này để tạo những cái dòng phụ đề tiếp theo. Đấy, các bạn nghe lại thử hai cái nha. Các bạn thấy đã khớp chưa? Đó, các bạn cứ làm lần lượt cho đến hết video. Sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn nhấn vào Publish, tức là xuất bản các bạn nhé. Thì sau khi các bạn xuất bản rồi ấy, thì bạn cái video của bạn ấy, thì những cái người mà ở những các nước khác trên thế giới ấy, thì người ta đều có thể hiểu được cái nội dung video của các bạn thông qua cái phụ đề ấy.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.